nàng cũng không cho là mình không có cơ hội một chọi bốn thì đã làm sao đường vũ lân quay đầu nhìn về phía của cổ nguyệt cổ nguyệt cũng đang nhìn hắn từ trong ánh mắt của nàng đường vũ lân đã hiểu rõ ý của nàng lôi kéo hứa tiểu ngôn chúng ta quan chiến sao hứa tiểu ngôn lúc này kinh ngạc nhìn hắn đường vũ lân mỉm cười nói tin tưởng cổ nguyệt đi được hứa tiểu ngôn lúc này không chút so sụt đáp ứng một tiếng cổ nguyệt tỷ cố lên nhà ừ Cổ người lúc này gật đầu một cái, tiến lên ba bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía của Vũ Ti Đoá. Một chọi một, ở trên mặt của Vũ Ti Đoán tất ra một vẻ kinh ngạc. Đối phương bốn người rõ ràng là một nhóm, và lúc này dĩ nhiên lại lựa chọn một chọi một với mình chiến đấu. Lẽ nào làng có lòng tin, làng ta không phải phụ trợ hệ hồn sư sao? Một chọi một, Cổ người lúc này gật gật đầu. Được. Vũ Thi Đoá hừ lạnh một tiếng, bốn vòng hồn hoàn từng cái bay lên thân thể lại lần nữa trở lên hư huyễn trong suốt hơn mỗi chân điểm nhẹ người đã ở trong nháy mắt này bắn ra phóng thẳng về phía của cổ nguyệt hầu như là trong nháy mắt đã đến trước mặt cổ nguyệt hắn lóe lên hỏa quang trận lợi chảo xuất kích Đường Vũ Lân lúc này đứng cách đó không xa, cảm thụ của người Vũ Ti Đoá làm chiến hữu vẫn không tính quá sâu sắc. Lúc này mắt thấy Cổ Nguyệt đối mặt với nàng, dù cho không phải mục tiêu công kích của Vũ Ti Đoá, nhưng Đường Vũ Lân vẫn như trước có thể cảm giác được áp lực có thể tiến công với tốc độ siêu cường của Vũ Ti Đoá này mang lại. Vũ Ti Đoá một chảo đầu tiên thất bại. Chào ảnh màu đen đồng thời lấp lóe ánh bác hầu như ở trong nháy mắt xuất hiện, Vô thi đoá mặt nhìn lại lợi trạo của mình từ trên người của cổ nguyệt xẹt qua Nhưng chỉ là bắt được bóng mờ Cách đó 10 mét, cổ nguyệt sắc mặt bình tĩnh xuất hiện Hai vàng một tím, ba cái hồn hoàn quay chung quanh thân thể sáng lóng lánh Ba cái hồn hoàn hầu như đồng thời lé sáng Hai tay của nàng khác náo xuyên qua hồ điệp vùng vậy ở trên không trung Ở trong thế giới của nàng, nguyên tố thuộc tính khác nhau lặng yên nhảy múa Vô Thi Đoá, tứ hoàn tù vi, nhận biết đối với nàng năng lượng nguyên tố vượt quá những người khác ở đây. Nàng chỉ cảm giác xuất hiện ra một vòng xoáy lấy thân thể của cổ nguyệt làm trung tâm. Vòng xoáy này điên cuồng lốt trừng tất cả năng lực nguyên tố ở trong không khí. Thậm chí ngay cả hồn lực ở trong cơ thể của mình cũng có loại cảm giác bị dẫn dắt. Đây là cô người lúc này xoa hai tay một cái một viên băng trùi lại phóng về phía cô nàng nhưng mà băng trùi này so với băng trùi truyền thống lại hoàn toàn khác nhau bản thân nó xuất hiện giá ba loại màu sắc phía trước nhất là màu băng lam, ở giữa màu bạc cuối cùng lại là màu đỏ sực ở trong nháy mắt khi nó phóng ra đoàn hồng quang phía sau lổ tung vũ thi đoá trong quá chỉ cảm thấy thấy hòa mắt vậy mà băng chì này cũng đã đến trước mặt của mình nhưng nàng công hổ là cường công hệ chiến hồn sư lợi chào tay phải ở trong nháy mắt vùng lên đánh về phía của bên băng truy băng trì lổ tung hơi lạnh tỏa ra cùng lúc đó vũ thi đoá chỉ cảm thấy không khí chung quanh có thể rung động đột nhiên trở lên vặn vẹo hơn cả người toàn thân căng thẳng có cảm giác giống như bị trói ở bên trong đây là tam hệ nguyên tố bằng thủy ở trong đó còn có hỏa thuộc tính trong lúc vũ thi đoá giật mình màn trình diễn của cổ nguyệt đúng đã là bắt đầu đồng sang băng trí lại là một viên khác xuất hiện vẫn như trước bắn về phía của vũ thi đoá dưới gia tốc của hỏa diễm băng trì của nàng nhanh hơn bình thường không biết bao nhiêu lần thậm chí ngay cả thời gian né tránh theo phản xạ cũng đều không có vũ thi đoá chỉ có thể vùng lên lợi trảo nghệ kháng mà bên trên băng trì có bổ sung không gian trì lực tuy rằng không thể cường hãn khóa chặt như là lạc quế tính nhưng cũng đem lại tác dụng giảm tốc độ rất lớn khiến cho vũ thi đoá không kịp né tránh Hàn quang ở trong mắt Vũ Thị Đoá lóe lên, đại tứ hồn hoàng sáng lấp lánh, hơi lắc người, đã phân ra một bóng người khác, hai bóng người đồng thời hướng về hai bên nhạy nhiều điên, phóng vòng sang một đêm. Cổ người lúc này tại chỗ xoay tròn, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, lốc xoáy một sành bay lên, gần thiết khuếch tán ra vẻ chung quanh, Vũ Thị Đoá chỉ cảm thấy mắt hoa lên, cô Nguyệt lại biến mất lốc xoáy một xanh tại chỗ xoay tròn lúc mà cổ nguyệt xuất hiện ra lại lần nữa xuất hiện cùng nàng là những cánh hoa tuyết to lớn hoa tuyết tràn ngập bao trùm khắp lơi đem thân thể của nàng yểm hộ ở bên trong thanh phong dẫn dắt ra hoa tuyết hòa vào trùng cùng với nhau hai ở hai bên ở trong đó dĩ nhiên hình thành liên đệ xào diệu phốc một tiếng trong nháy mắt xa tốc vũ thi đoá gắng gượng chống đỡ cực hán hung hãn nhảy vào bên trong hoa tuyết lao tặng đến trước mặt của cổ nguyệt nàng mơ hồ cảm giác được thời gian càng dài, đối với mình e rằng chỉ càng bất lợi. Võ hồn của đối thủ này quá quỷ dị. Si. đây đã là bao nhiêu loại nguyên tố hệ rồi cơ chứ. Thế nhưng mà một bước tường đột nhiên xuất hiện ra chặn đứng công kích của nàng, công kích của vũ thi đoá cường hãn cỡ nào, tường đất ở trong nháy mắt nứt toát, ở trong phút chốc này đã hóa thành cát bụi. Nhưng bóng người của cổ nguyệt đã lại mất một lần nữa, tường đất đổ nát bị cuồng phong càng ngày càng mạnh bao phủ, phong thổ tuyết ba thứ đan xen lại như là nhấc lên trên một hồi báo táp vậy hoàn toàn che khuất tầm mắt của vũ ti đóa đem nàng bao phủ ở bên trong đường vũ lân che trước người của tạ sái giúp hắn ngăn trở dư âm của cổ nguyệt hồn kỹ để tránh ảnh hưởng đến hắn năng lượng nguyên tố trưởng cống của cổ nguyệt lại tăng lên ba loại nguyên tố dung hợp lại đối với nàng mà nói đã vô cùng nhẹ nhàng thậm chí còn hữu hiệu lợi dụng công kích của đối thủ để giúp mình hoàn thành tiết kiệm hồn lực xúc tiến quá trình nguyên tố dung hợp Bản thân bão tam lực lượng công kích cũng không mạnh, chỉ có thể dựa vào nguyên tố đặc tính từ từ tiêu hao của vũ tí đóa. Nhưng mà quan trọng hơn chính là giữa xương bao trùm của tam hệ nguyên tố, vũ tí đóa hoàn toàn không nhìn thấy cũng không cảm giác được vị trí của cổ nguyệt đệ nhất hồn hoàn lẽ sáng vua thi đó quyết định thật là nhanh thậm chí lập tức ở chọn một hướng sông ra trước tiên thoát ra khỏi sự khống chế của đối phương lại nói hắn chẳng là đa hệ nguyên tố xung hợp này nàng của ta cũng không thể nào duy trì ở trong thời gian quá dài U Minh Đột Thứ, đây là đệ nhất hồn ký của Vũ tì Đóa, có thể giúp nàng tăng tốc đội gấp đôi ở trong nháy mắt, đồng thời ngưng tụ hồn lực cùng với võ hồn dung hợp, phát sinh ra công kích bộc phát cường hãn, vậy mà chỉ dùng để phá vòng vây, có vẻ không quá thích hợp. Bốn cái hồn hoàn của nàng tất cả đều là thiên liên cấp độ, không có cái nào nhỏ yếu dựa vào hồn lực hộ thể, nàng lao thẳng ra khỏi bằng phòng bá táp sùng hãng sùng kích. Lần này thì nàng đem hồn lực tăng lên tới cực hạn, U Minh đổ thứ giúp nàng lao ra đầy đủ 5 mấy mét có hơn. Tầm mắt chung quanh đột nhiên mở rộng hơn, áp lực cũng thuận theo đó mà giảm bớt, canh vân rõ ràng trước mặt giúp cho vũ Ti đoá vùi sướng trong lòng lao ra bên ngoài. Nhưng mà một chớp mắt tiếp theo, nàng đột nhiên cảm giác được phía sau hồi khắc hướng, còn chưa kịp phản ứng lại đột nhiên thì không gian chung quanh vặn véo tiếp đó thì làng lại một lần nữa quay lại trung ngừng báo táp áp lực đột ngột gia tăng bao táp sống như từ bốn phương tám hướng ở trong nháy mắt này ép vào bên trong khiến cho nàng không thở nổi vị trí của đường vũ lân vừa vặn là chỗ vũ tỷ đoá lúc trước phá vòng vây vì lẽ đó hắn quan sát vô cùng rõ ràng Vô Thủy đoá phá vòng vây thành công, nhưng cũng không lúc đó, Cổ Nguyệt lặng yên có một tiếng động xuất hiện ra ở sau lưng của nàng. Sau đó ánh bạc sáng lên, hai người đồng thời biến mất. Đều vô Lân ở trong mắt lóe lên một nét vui mừng. Võn của Cổ Nguyệt không thể nghi ngờ rất mạnh mẽ. Nguyên tố xứ có thể khống chế 6 loại nguyên tố mạnh mẽ, nhưng vấn đề của nàng rất rõ ràng chính là thiếu lực bộc phát. Nàng cũng có thể dựa vào nguyên tố dung hợp để tạo ra năng lực công kích mạnh mẽ, nhưng mà cái này cần thời gian tích lũy cùng với cổ nguyệt chiến đấu muốn chiến thắng nàng biện pháp tốt nhất chính là bạo phát ngay lập tức làm lấy cơ hội nhất kích tất thắng thời gian càng kéo dài ưu thế của cổ nguyệt sẽ càng lớn nguyên tố thủy chiếu nguyên tố xung hợp hai đại thần kỹ này phát huy sao uy lực có thể lấy một ít hồn lực của chính mình điều động ra thiên địa nguyên tố để sử dụng đó mới là thứ đáng sợ nhất vô thi đó ăn thiệt thòi là vì nàng không biết năng lực của cổ nguyệt không biết được tình huống sẽ như vậy với thực lực của nàng lớn như vừa bắt đầu đã hiện khai ra u minh bạch hổ coi như là cổ nguyệt có năng lực thuấn gì rơi vào phạm vi công kích của nàng cũng rất khó sử dụng ra được đầy đủ thực lực nhưng đấy hiện tại đã không giống nhau vũ thi đoán dù có thể thông qua u minh bạch hổ đột phá vòng bay nhưng mà cục diện đã bị cổ nguyệt khống chế u minh bạch hổ của nàng lại tiêu hào rất lớn căn bản không thể nào kéo dài biến thành tiêu hào chiến kết quả thắng bại đã dần dần trở lên không còn hồi hộp nữa sự thừng cũng đã đúng là như vậy, nhưng mà tình huống của Vũ Thi Đoá lại càng chật vật hơn so với sự đoán của Đường Vũ Lân, bởi vì nàng bây giờ căn bản là không dùng được U Minh Bạch Hổ. U Minh Bạch Hổ là tự thể võ hồn dung hợp kỹ, đây là ủy vũ thổ bạo cỡ nào. Thế nhưng mà ở bên trong thiên địa tự lực cũng là có quy tắc cân bằng, năng lực càng mạnh, hạn chế càng nhiều, giống như từ số trình ám ma liên đao ảnh hưởng lớn thân thể. Vô thi đoá u minh bạch hổ, sau khi sử dụng một lần ít nhất cần 3 ngày để khôi phục lại bản nguyên, Nơi có thể lần thứ hai sử dụng, hiện tại đã sử dụng một lần, làm sao còn có thể sử dụng thêm một lần nữa đây? Nàng nhìn qua, Hồ lực đã khôi phục lại 7-8 phần, nhưng trên thực tế, Trung Quy vẫn không ở trạng thái toàn thính. Bạch quang lâu này lóe lên, võ hồn thay đổi theo bộ lông màu trắng xuất hiện toàn thân của vũ ti đoá đều bịt kín một tầng kim quang thân thể trở lên to lớn hơn lên lần này thì nàng không vội vàng xung kích mà là dựa vào cường độ thân thể từng bước một đi ra khỏi tầm bão táp kia nhưng mà nghênh tiếc nam lại là những bức tường đất dựng thẳng trần trước mặt nhưng bức tường này cũng không tính là kiên cố với thực lực của vũ tì đoá có thể ung dung dùng làm đấm khiến cho nó lổ nát nhưng vấn đề ở đây là mỗi một khối tường đất lổ nát này sẽ làm lờ một ít thời gian của nàng mà bão táp này vẫn thủy chung hạn chế nàng tường đất lổ nát sẽ trực tiếp gia nhập vào trong gió lốc hạn chế tầm nhìn căn bản không thể nào đi thắng khiến cho nàng mất phương hướng vô thi đoá trong lòng ấm ức nàng tuyên rằng chủ yếu là mẫn công hệ hồn sư, nhưng mà thích nhất chính là chiến đấu cứng đối cứng nàng lúc này thao rằng cùng với đường vũ lân đi cứng đối cứng cũng không muốn rơi vào bãi chiến trường chẳng khác nào vùng bùn nhão này căn bản là sẽ không tìm được đối thủ ở đâu nếu như còn có thể sử dụng U Minh Bạch Hổ, nàng có lòng tin ở trong nháy mắt này đột phá vòng vây. Với sức chiến đấu mạnh mẽ của U Minh Bạch Hổ, nàng tin tưởng đối thủ căn bản sẽ không dám tới gần mình. Nói như vậy còn có một chút cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng mà còn hiện tại thì... Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí ở bên trong bão táp trở lên vẫy đục. Năng lực bão táp càng lúc càng tăng, nguyên tố thủy chiếu không ngừng hấp thu năng lượng nguyên tố ngoại giới bổ sung tự thân. Hào quang lóe lên, Cung Nguyệt lúc này sắc mặt có một chút tái nhợt xuất hiện ra bên người của Đường Vũ Lân. Đi thôi, ta không thể khống chế được. Nguyên tố thủy triều đến trình độ nhất định sẽ thoát ly ra khả năng nàng trưởng khống, sẽ điên cuồng trưởng khống thành công để làm ngăn được, mãi cho đến khi triệt để bạo phát. Vì chiến thắng Vũ Ti Đóa, Cô Nguyệt cũng không dám lưu chủ chút nào, đến cuối cùng tự nhiên chính là không khống chế được về vũ thị đoá người kia đã không cần suy nghĩ thêm cơ nguyên là tam hoàn tu vi dựa vào nguyên tố thủy chiếu ngưng tụ ra năng lượng đã vượt xa phạm vi tối đa mà nàng có thể trưởng khống uy lực có thể tưởng tượng được